Chào các bạn, hôm nay mình lại phân tích một bài đọc ngắn. Bài này vô cùng hay và cần phải nắm chắc rất là vững cái phần mạch câu rồi ý của đoạn văn và trong đầu của mình cũng phải tư duy một chút thì mới làm ra được đáp án. Thì với cái bài này mình sẽ đến với phần phân tích nhé. <laughs> こんな言い方も肉食が当たり前の境に、にほんがなってしまったからで、昔は日本人も、魚は、別にして、肉など、食べては、いなかったことを忘れている。みん<ペー>たえら、けれど、らみせがだれな、まくぞうら、かいことがあった、れら、 Uh, đã từng có cái việc gì đó đúng không vớt tạ cô tô gá đự là ngày xưa là đã từng như thế nào đấy mặc dù là đã từng có những cái thời gian mà cái cô tô ba này cái từ mà xô sô cử si là những cái người đàn ông mà ăn cỏ ấy, hay còn gọi là những cái người mà uh, đàn ông mà kiểu nhỏ nhẽ nó đã rất là thịnh hành tuy nhiên là kona ikatamo nikusoku là cái nikusoku đây là Ăn, ăn thịt ý, hay là những cái người đàn ông ăn thịt hay còn gọi là cái từ xô so, sốc so cự và nịt so cự là hai cái từ không phải đơn giản là ăn cỏ với ăn thịt không mà nó là những cái người đàn ông rất là mạnh mẽ và những cái người đàn ông rất là nhẹ nhàng ấy. Atarimai no sakai ni nihon natte shimatta kara thì mình sẽ thấy là hông gá ở đây nó mới là cái chủ ngữ chính của mình này. À, thế nhưng mà ở Nhật Bản thì à, ni thì đã đã thành một cái xã hội mà cái từ cự hay là cái cách nói là cái người đàn ông mạnh mẽ thì nó đã trở thành một cái điều rất là atarimae là một cái việc rất là đương nhiên. Chính vì vậy cho nên mà mukashiwa nihon jimo người Nhật thì ngày xưa thì cũng làm sao? Cũng sakana wa Betsuniste là không hề có uh, ăn thịt đúng không? betuniste là không không tính đến cá thì là cự na độ tabete wa tabete uh, ngày xưa thì là uh, người Nhật thì cũng làm sao cũng không có uh, ăn thịt hay là ăn cá gì cả đúng không? Và sư tê được là mọi người đã quên mất cái việc đó. Thì mọi người thấy cái bài này nó khá là chắc chở ông, Phân tích nó khá là lòng ngoằng đúng không? Nhưng mà mình sẽ thấy có một cái keyword ở đây, đó là cái chủ ngữ của mình ấy, nhiều khi nó không phải là đứng ngay ở cái đoạn đầu đâu mà nó đứng ở cái giữa đoạn này này. Tiếp đến là mình phải nhìn từ cuối câu lên uh, là gì? Là bởi vì Nhật Bản ngày nay đã trở thành một cái xã hội mà cái từ ăn thịt hay còn gọi là những cái người đàn ông mạnh mẽ, nó là một cái từ mà rất là uh, thường gặp hoặc là, là một cái điều đương nhiên rồi Chính vì vậy cho nên là Wasurete Là chúng ta đang quên mất rằng Cái việc là người Nhật ngày xưa Thì cũng không hề có ăn cá hay là ăn thịt gì cả cái từ betuniste này cũng là một cái từ hay gặp này có nghĩa là không tính đến cũng là cái đó thì không nhắc đến không nói đến làm gì đúng không cái việc đấy là cái việc uh, betuniste là bỏ qua ấy, hay còn gọi trong cái câu này thì mình phải dịch ý nó vào thành là uh, saka nào betuniste niknado tabete nakata là uh, người nhật ngày xưa thì cũng không hề có ăn cá hay thậm chí là ăn thịt gì cả Mata ở đây sẽ là hơn nữa hoặc là thêm vào đó đúng không? Thì là chúng ta cũng đang quên rằng là đúng không? Quên đi cái việc rằng là cơ bắp của những cái loài động vật ăn cỏ thì cũng không có chuyện là yếu hơn so với cái cơ bắp của những cái loài động vật ăn thịt. Thì ở đây mình đang thấy là người ta đang nói là so so cự đan si là những cái người đàn ông ăn cỏ hay là những cái người đàn ông hiền lành ấy và những cái người đàn ông ăn thịt ấy là những cái người đàn ông mạnh mẽ Xong là đến đây người ta lại so sánh là cơ bắp của những cái loài động vật ăn cỏ và cơ bắp của những cái loài động vật ăn thịt nên là cái dạng bài này nó cũng tương ứng với cái việc là người ta đang so sánh ẩn dụ giữa hai đối tượng một là đan si hai là đô dự thì ở đây người ta đang so sánh là cơ bắp của những cái loài động vật ăn cỏ hay cần gọi là cơ bắp của những cái người đàn ông mà hiền lành nhẹ nhàng ấy đúng không không bao giờ có chuyện là cũng không có chuyện là nó yếu hơn so với lại cái cơ bắp của những cái loài động vật ăn thịt hay là những cái người đàn ông mạnh mẽ và chúng ta thường hay quên mất chúng ta đang quên mất cái việc này. Dakara matakuno henken nanoda Nanoda ở đây là bởi vậy cho nên mà Nó sẽ thường miêu tả lý do Miêu tả cái lập luận của tác giả Tiếp đến mình sẽ thấy có một cái ngược ngược một tí Là cái từ Dakara này nó đứng ở giữa câu này Cũng giống tương tự như là cái chủ ngữ nó đứng ở giữa câu này này Bình thường nó chủ ngữ nó đứng ở đầu câu đúng không? Nhưng mà ở đây thì là nó cũng cho ra giữa câu Xong cái từ Dakara này nó cũng lại cho ra giữa câu Nó không cho ra đầu câu nên là mình cũng rất là khó nhìn đúng không? Thì ở đây mình sẽ dịch là bởi vậy cho nên là cái đầu tiên bởi vậy cho nên là cái việc này nó cũng là một cái việc hoàn toàn hên kên đấy mình dịch như vậy vậy bởi vậy cho nên là cái việc mà hình dung cái người đàn ông mà yếu ớt này rồi không người lớn này cho cái từ được gọi là xô xốc cự đấy được gọi là ăn cỏ đấy là một cái điều hoàn toàn gọi là hên kênh hoặc là một cái điều gọi là hoàn toàn phiến diện đúng không như vậy là Dakara nó sẽ đi với đà ở cái câu này Nasikona bransuo mình thấy động từ đây là bị động sai khiến này khiến cho chúng ta phải suy nghĩ rằng là như thế nào như thế kia đúng không thì tại sao mà cô na sự ố tạ thì cái sakai này là cái chính này là ni tạ đây là cái động từ này trở nên trở thành một cái xã hội như thế nào đấy đúng không khiến cho chúng ta phải suy nghĩ rằng là tại sao đúng không na thì sẽ đi với nô no cả đây là tại sao mà uh... Nhật Bản lại đang trở thành một cái xã hội mà thiếu đi cái sự mất cân bằng như thế đúng không? Thì cái kona bran sự đây mình phải hiểu cái kona nó là cái gì thì nó là cái ý của cái bài này. Ở trong cái bài này nó còn một cái đặc biệt nữa đó là người ta không hề gạch chân cho cái uh, ba lan sự này ở trong cái phần câu hỏi ấy gọi là mình bắt mình phải tự hiểu và tìm ra cái điều mà người ta đang muốn hỏi nó nằm ở cái chỗ nào ấy thì cái câu hỏi của mình là hịch xạ là tác giả thì đang nói uh, rằng cái gì nó đang bị thiếu đúng không uh, nó cái gì thì nó đang bị thiếu cân bằng hay là còn gọi là mất cân bằng à, thì cái Kona baran sự ở đây nó chính là thay thế cho cái nanigap baran sự đấy nó hỏi cho cái Kona này này đúng không thì là cái sự mất cân bằng gì đúng không cái sự cân bằng gì thì mình sẽ nhìn vào cái phần màu tím ở đây nó chính là ra đáp án đấy là cái sự hên ở đây nó chính là cái sự mất cân bằng đấy cái hên ở đây nó bằng với baran sự ố cai tạ xã cai Vậy là uh, cái sự mất cân bằng đấy nó chính là cái cách nhìn phiến diện đúng không? Rằng là uh, hình dung cái từ ăn cỏ là một cái người đàn ông gọi là uh, rất là yếu ớt và không người lớn. Thì đáp án của mình ở đây mình sẽ loại như thế nào nào? Wakai dansei ga yasai shika tabenai to là cái việc mà uh, những cái người đàn ông trẻ thì chỉ có ăn rau mà thôi thì ở đây không hề nhắc đến cái người đàn ông trẻ. À, nên là cái câu 1 và câu 2 thì đều nói về cái người đàn ông trẻ ấy, thì là cũng không 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 đúng. 1 2 là mình sẽ loại luôn. Câu số 3 ở đây là xã cai <laughs> gã dancerasi sao cho Tộ là xã hội thì đang không tôn trọng à, cái à, vẻ nam tính đúng không Cái sự nam tính thì cũng không hề nhắc tới đá án nó chỉ là bốn thôi là cái xã hội của chúng ta đang quá tập trung vào à, cái sâu cự hay là những cái sự nam tính hoặc là những cái sự mạnh mẽ đúng không nên là xô so, số so cự là ăn cỏ đây người ta sẽ hình dung ra một cái hình mẫu của người đàn ông rất là yếu ớt thì là 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 không phải ở đây nó khó một cái đó là cái xô so, số so cự đan si và cái nịt cư so, cự đan si là một cái từ mới nếu như mà bạn nào không biết thì cũng sẽ um, khó hình dung nhưng mà nó có cái hay ở cái chỗ là nó cũng đang so sánh ví von giữa cái xô so, số so cự và cái nịt cư so cự bằng cái uh, hình ảnh của cái kinh cự của cái người đàn ông đúng không cái cơ bắp của cái người đàn ông hay là cơ bắp của những cái loài động vật ăn thịt và ăn cỏ nên là mình có thể nghĩ theo cái cái chiều hướng đó thêm vào đó là cái bài này nó dùng cái cách diễn đạt nó cũng khá là trúc chắc vì là người ta để chủ ngữ rồi để cái phần uh, nối câu ấy nó nằm ở giữa như thế này này nó cũng khiến cho chúng ta không nhìn được ra thì chúng ta gặp một lần rồi thì lần sau chúng ta sẽ giúp kinh nghiệm là à tự nhiên nó có cái đà cà rà hay có cái phần kết nối câu ở giữa câu đây rồi chủ ngữ ở đây nó nằm ở giữa câu đây thì mình cũng không quá hoang mang và mình có thể phân tích và nhìn ra được ngay đúng không và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video tiếp theo nhé